Hi, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với Auto Sài Gòn. Những lần mình đứng gần những cái chiếc siêu xe hạng sang như thế này thì mình lại hơi bối rối và không biết nói những cái điều gì chia sẻ đến cho mọi người trước. Phải nói là Ferrari Puro Sangue là một chiếc xe đầu tiên của nhà Ferrari. Nó mang hơi hướng một chút xíu về phong cách SUV. Phải nói là đây là một chiếc SUV gầm cao mới đúng, mang lại cho chúng ta một cái trải nghiệm rất là thú vị. Chắc chắn rằng đây không phải là một video đánh giá đâu, mà chỉ là một video giới thiệu nhanh để cho mọi người có thể tham khảo một cái chiếc xe gầm cao crossover của Ferrari nó như thế nào, nó có những cái gì để đặc sắc mà để cho chúng ta quan tâm. Thì ngay bây giờ mời các bạn cùng theo dõi. Không phải đến tận bây giờ mà Ferrari mới cho ra đời và bây giờ mình đứng trên một chiếc SUV như thế này đâu. Trước kia thì Ferrari đã có những cái ý tưởng, đã có những cái bản vẽ để mong muốn đưa ra đời những cái chiếc xe SUV như thế này rồi. Và mãi đến bây giờ thì đây là một trong những chiếc xe thương mại mà lần đầu tiên Ferrari Việt Nam mới giới thiệu đến tất cả mọi người. Ngay từ cái tên ban đầu là Ferrari Puro Sangue thì chúng ta cũng đã biết rằng cái từ là Puro Sangue là một cái, trong những cái tiếng Ý để nói ra rằng đó là một chiếc xe thuần chủng, vì đây là một con ngựa, một thương hiệu ngựa chồm. Và các bạn biết là một con ngựa thuần chủng thì chúng ta phải tốn rất nhiều thời gian, rất nhiều công sức để chọn lọc, để phối giống, chúng ta mới có một con ngựa thuần chủng. Và từ một con ngựa thuần chủng đó chúng ta có những con ngựa sâu, nó mang lại cho rất là nhiều những cái hiệu năng về chạy nè, về hiệu suất nè. Thì ở trên chiếc Ferrari cũng vậy, trên chính những cái chiếc xe, chiếc SUV của họ, họ cũng muốn đặt trên những cái nền móng đó với cái tên là Puro Sangue, với mong muốn rằng mang lại một chiếc xe thuần chủng nhất. Và những cái ADN ở trong người của một chiếc Ferrari trước kia và đến bây giờ trên những mẫu xe gầm cao thế này vẫn còn tồn tại. Ở thế nào, chúng ta sẽ có khung gầm nè, đặc biệt là động cơ, và hơn hết là hệ thống treo. Nó giúp cho chúng ta có những cái trải nghiệm tốt hơn, lái nó vẫn sắc bén hơn. Và một trong những cái trải nghiệm tốt nhất của Ferrari đó là về cảm giác cầm lái. Chắc chắn rằng, hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ có những cái cơ hội để cầm lái, có thể chia sẻ một cách trực diện nhất để cho chúng ta có thể biết rằng một chiếc Ferrari nó có thể lái phấn khích như thế nào. Về ngoại thất của Ferrari Puro Sangue lần này, chúng ta có thấy là hơi hướng một tí xíu ở những chiếc xe mà chúng ta đã từng trải nghiệm trước kia của nhà Ferrari. Phía trước thì chúng ta sẽ có một cái kiểu thiết kế đâu đó nó na ná, đâu đó những chiếc xe mà SF90 Trada mà Auto Sài Gòn cũng đã có cái cơ hội trải nghiệm giới thiệu cho mọi người rồi. Phía trước chúng ta cũng có những cái lưới tản nhiệt to nè, cùng với cái hệ thống khí động học, một trong những điểm nhấn để giúp cho chúng ta có thể lắp đi lặp lại rằng ở trên chiếc xe, cái điều mà chúng ta làm nên một cái chất xe của Ferrari ngoài động cơ, khung gầm, thì cái khí động học nó mang lại cho cái sự trải nghiệm hết sức tuyệt vời. Chúng ta sẽ có một cái hốc to lên thế này mà có một cái luồng chẻ để chúng ta có thể luồn cái chiều gió ở phía đây. Cùng với cái khí động học bên này, tất cả luồng gió nó sẽ đưa về phía sau, nó giúp cho chiếc xe nó trường hơn. Hệ thống treo, đây là một trong những cái chiếc xe mà mình thấy là Ferrari đầu tư rất nhiều về hệ thống treo để giúp cho chiếc xe nó sẽ êm ái hơn. Đây là hệ thống treo, 4 hệ thống treo độc lập, mọi thứ hoạt động một cách độc lập hoàn toàn, nó không có thiên hướng và phụ thuộc vào ở bất cứ cái điểm nào ở trên xe. Và đây là một trong những xe cũng không có thanh cân bằng ở phía dưới để cho hệ thống treo nó hoạt động một cách độc lập nhất, cùng với cái bộ bình là 48V để giúp cho một sự phản xạ khi mà ở trên mặt đường như thế nào thì hệ thống treo nó sẽ ngay lập tức phản xạ để giúp cho hành trình chúng ta êm ái hơn. Đây là một chiếc xe tiêu chuẩn nhưng đã trang bị hầu như là đầy đủ hết tất cả những cái option, những cái trang bị có trên đời rồi. Hầu như là khách hàng đến chỉ việc chọn lựa màu nội thất, ngoại thất, đơn giản thế thôi là chúng ta sẽ có một con xe đầy đủ tất cả những option rồi. Một thông tin nữa là Ferrari Puro Sangue nó sản xuất ra mục đích rằng là sẽ đáp ứng được những cái nhu cầu
một vài người thích những cái chiếc xe Ferrari từ trước đến nay nhưng lại thích những chiếc xe gầm cao như thế này. Và để đáp ứng lại những cái số người như vậy, những cái tiệp khách hàng nho nhỏ như vậy, thì Ferrari cho ra đời những cái dòng xe như thế này, Ferrari Puro Sangue. Với cái số lượng đâu đó từ 3 cho đến 4 năm tới thì theo mình biết rằng đâu đó khoảng chừng 11.000 chiếc thôi. Một số lượng hết sức là nhỏ so với những cái tiệp khách hàng của những cái hãng xe, những hãng xe sang, những hãng xe thể thao khác. Và điều này nó giúp cho những cái giá trị của chiếc xe nó lại nâng cao hơn. Nhiều người dùng, càng ít người sở hữu nó thì cái chất lượng, cái hiệu năng cùng với cái tên tuổi của chiếc xe nó lại tôn vinh lên chiếc xe, nó giúp cho cái chủ sở hữu nó cũng mang lại những phong cách khác biệt. Chúng ta đã quá quen thuộc với những khói động cơ V6 hay V8 rồi, nhưng ở trên Ferrari Puro Sangue này chúng ta được trang bị khói động cơ V12 6.5 lít cho công suất đâu đó 715 mã lực, và đây là một con số hết sức đáng nể, và mình phải nói là đây một trong những chiếc xe mạnh nhất trong phân khúc. Đồng thời nó sở hữu cái hộp số 8 cấp liên hợp kép và sử dụng hệ dẫn động 4 bánh. Nó giúp cho chiếc xe nó sẽ vận hành tối ưu hơn. Và đồng thời một cái chi tiết mà chúng ta có thể sờ chạm và nhìn thấy được là cái khối động cơ V12 này nó sẽ đặt lùi về bên trong một tí xíu để nó giúp cho cái chiếc xe nó sẽ cân bằng hơn giữa cầu trước và cầu sau, nó giúp cho chiếc xe nó vận hành một cách tốt nhất. Ở bên hông thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái chi tiết carbon được trang bị sẵn trên cái phiên bản này. Đấy, bên hông có một ốp carbon rất là to. Cùng với cái ốp carbon hốc bánh xe thế này, các bạn thấy là ở trên cái hốc bánh xe nó cũng khác so với những dòng xe khác, những cái dòng xe mà chúng ta thấy trước kia. Cái hốc này chúng ta sẽ có một cái gờ nhỏ vô bên trong và nó liền lạc, nó liền, nó không có dính gì so với cái thân xe hết. Và ở bên hông này chúng ta sẽ có thêm những cái hốc gió giống như thế này. Ở phía trước thì được trang bị một cái bộ mâm là 22 inch và ở phía sau là một bộ mâm 23 inch. Nó cũng tương tự giống như những cái chiếc xe thể thao hiệu năng cao trước kia mình trải nghiệm ở trên nhà Ferrari. Ở trên Ferrari Puro Sangue này cũng được trang bị cái kẹp mâm hết sức là to của Rambo, sơn màu xanh hết sức là nổi bật. Ngày xưa chúng ta thấy quen thuộc với màu đỏ, nhưng mà ở trên cái Ferrari Puro Sangue này chúng ta được trang bị cái màu xanh cùng với cái phanh rất sức là to. Đây là phanh ceramic nha, được đục lỗ. Đây là một trong những chiếc xe sở hữu cái phanh to với cái hiệu suất rất là lớn để giúp cho chiếc xe không những vận hành tốc độ mà nó vẫn đảm bảo được cái sự an toàn khi mà chúng ta cần phanh gấp. Và một cái chi tiết cũng hết sức là hay ở trên cái chiếc xe Ferrari Puro Sangue như thế này, chúng ta sẽ được mở cửa một cách rất là độc đáo, mà chúng ta sẽ thấy sự khác biệt rất là nhiều so với những chiếc xe của nhà Ferrari. Đấy, ở phía sau chỉ cần một lẫy thôi là chiếc xe đã được mở ra như thế này. Các bạn thấy cái cách mở cửa nó rất là quen ở trên những chiếc xe mà chúng ta đã thấy rất là nhiều ở trên thị trường. Và cái cách mở cửa này nó giúp cho chiếc xe nó sẽ có cái sự ra vào dễ dàng hơn và rộng rãi hơn. Hơn hết là chúng ta sẽ bước vào ở vị trí ngồi ghế thứ hai. Đấy, cái cách bước vào nó cũng nhẹ nhàng hơn là cái cách mở ở phía sau. Và nó sẽ làm cho chiếc xe nó tiện nghi, rộng rãi. Chứ các bạn sẽ không nghĩ rằng một cái chiếc xe hiệu năng cao nó sẽ gò bó, nhưng mà ở phía sau vẫn có cái khoang rất là to. Chút xíu mình sẽ được trải nghiệm. Còn đóng cửa thì sao? Chỉ cần một chạm là đã đóng cửa. Cửa phía trước thì được trang bị cửa hít ở cả hai bên, bên tài và bên phụ luôn. Đấy, hết sức nhẹ nhàng. Khi đứng ở phía sau Ferrari Puro Sangue, chúng ta sẽ thấy rằng ngay từ đầu video mình đã nhắc tại sao nó có cái hơi hướng giống như Ferrari Roma. Có hai bộ đèn LED sắc sảo phía sau, vuốt nhọn, nhỏ xíu, mắt hí hí. Cùng với cái bộ vuốt ở phía sau thế này. Đây là một trong những phiên bản, mình tự tưởng tượng rằng đây là một phiên bản phóng lớn của chiếc Roma vậy. Rất là đẹp, nhìn ở từ phía sau cùng với hai cái oppo rất là to. Nó làm cho dáng vóc một chiếc SUV lại thể hiện ngay phía sau. Và tất nhiên mạ carbon đấy hai bên với hai cái bộ rất là lớn. Và cái sự khí động học nó mang xuyên suốt từ đầu xe cho đến trên nóc xe cho đến phía sau xe và kể cả dưới gầm xe ở trên chiếc Ferrari. Các bạn thấy những khe hốc gió từ phía hông xe ở phía bánh sau nó vẫn được thể hiện. Và hơn hết là chúng ta sẽ có một cánh gió nhẹ nhẹ ở phía đây cùng với cái độ vuốt cũng thon dài từ trước phía sau.
và vuốt thẳng ngay phía sau thế này. Đấy, cái sự khí động học nó cũng luôn luôn thể hiện xuyên suốt từ đầu cho đến đuôi ở trong chiếc Ferrari Puro Sangue như thế này. Và hơn hết là mình hơi bất ngờ khi mà mở cốp của chiếc xe lên thì chúng ta thấy là một cái cốp rất là lớn. Và hành trình đâu đó khoảng từ 2 cho đến 3 người vẫn hết sức để dư thừa khi mà chúng ta sẽ có được trang bị một cái cốp to thế này. Và những cái tẩu sạc 12V cũng được thể hiện ở phía sau xe. Và hơn hết thì chúng ta cũng có được những cái tiện nghi gập ghế với những cái nút bấm tùy chỉnh được tinh gọn, nhỏ nhắn và tiện nghi ở trên bên hông xe thế này. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ dỡ lên, chúng ta cũng sẽ thấy được ở phía đây chúng ta sẽ có một cái hốc để đồ gọn nhẹ, nhỏ nhỏ phía đây. Chúng ta cũng để được những cái đồ gọn gọn cùng với những cái ốp chrome đấy, và tất cả những chi tiết trên chiếc xe, những cái hốc để đồ, những hốc nhỏ nhỏ, tất cả đều bọc nhung như thế này hả? Cái này cũng có thể gọi là nhung vì nó rất là mịn và rất là mềm và sờ đến đâu là êm đến đó. Và những chi tiết nhỏ hơn hết nữa chúng ta sẽ khó bắt gặp trên những cái dòng xe mà chúng ta đã từng trải nghiệm và xem video ở trên ô tô Sài Gòn, đó là chi tiết da xuyên suốt từ bên trong. Đến cả cái nắp che hành lý như thế này cũng được bọc da và thiết kế hai tông màu xanh và đen. Đấy, cái sờ chạm nó chà đã vô cùng. Mình không biết nói như thế nào để diễn tả cái sự phấn khích khi mà được trải nghiệm ở trên bên trong, và đặc biệt là cái cốp xe của Ferrari Puro Sangue thế này. Hệ thống loa, đấy, nắp che phía trên, quá tuyệt vời. Rồi, chúng ta sẽ bước vào Ferrari Puro Sangue. Đó, vị trí ngồi thì nó sẽ rất là rộng rãi. Ở phía đây chúng ta sẽ có hơn đâu đó một gang tay để chúng ta có thể ngồi và trải nghiệm. Và một điều mình phải nói là cái ghế nó sẽ hơi cứng một tí xíu, nó không mềm mại đâu. Và đúng thật nó cứng, nó đúng là Ferrari. Nó mềm thì nó không phải là Ferrari rồi, nó phải cứng như vậy. Ở phía trước chúng ta cũng có một cái yên ngựa, phía sau chúng ta cũng có một cái yên ngựa thoải mái rộng rãi. Mọi người hỏi, như vậy thì làm sao mà để đóng cửa nhỉ? Không lẽ thò cái tay về thì mất, nó kém sang đúng không? Và nó cũng không có tiện nữa. Ở trên đây chúng ta sẽ có một nút bấm nè, bấm giữ thì lại đóng cửa. Wow, quá đã, quá đã. Nội thất màu xanh và cùng với những cái họa tiết da, rồi carbon. Ở phía đây chúng ta sẽ có một cái hốc bệ tỳ tai, và tất nhiên cái bệ tỳ tai hàng ghế thứ hai. Ở phía dưới chúng ta sẽ trang bị sạc không dây cùng với hai cổng USB Type-C. Tiêu chuẩn rồi, Ferrari là chúng ta cái gì cao cấp nhất là đắp trên xe. Tất cả những cái tiện nghi, những cái trang bị có trên đời đều ở trên xe hết. Và một cái chi tiết cũng hết sức là thú vị. Chúng ta có thể là hạ kính, những cái nút hạ kính đây. Nút hạ kính mà cũng cứng lắm nha. Cứng và chắc lắm. Đó, một chạm hết. Chúng ta sẽ cần chạm trên đây thì nguyên cái núm này nó sẽ trồi lên. Để cho chúng ta có thể tùy chỉnh rất là nhiều ở trên xe, giống như là điều hòa nè, rồi nhiệt độ nè, cửa gió điều hòa nóng hay lạnh nè, để on off nè. Rồi chúng ta có thể chỉnh được cái độ sáng tối của cái trần đó. Và cái trần bằng kính này là một trong những cái trang bị tùy chọn. Các bạn có thể tùy chọn để chúng ta có thể có được những cái trang bị tiện nghi. Hiện giờ thì mình đang chỉnh cái chế độ rồi là sáng nè. Mình chỉ cần một chạm ở trên cái màn hình đây thôi thì tự nhiên cái mặt kính này sẽ tối lại. Thì cái kính này là kính điện. Đó, các bạn mà xem phim Hàn Quốc đó, sẽ thấy đây là một trong những cái trang bị mà xịn sò. Và hơn hết là ghế cũng vậy, ghế của bạn cũng có thể là tùy chỉnh bằng cách là xoay bên phải, xoay bên trái để cho chúng ta có thể hiện được màu xanh và màu đỏ, rằng là đây là một cái ghế có thể làm mát được nè, sưởi được nè, hết sức tiện nghi. Không thể nói lên được gì cái sự tiện nghi, trang bị và sang trọng đẳng cấp. Và khi mà chúng ta đã chỉnh xong hết, chúng ta cần một cái không gian ngồi để thư giãn tiện nghi thế này mà không cần bất cứ những cái nút bấm nào hết. Chúng ta chỉ cần một chạm thì cái bấm mình sẽ hạ xuống. Bây giờ thì hành trình ở phía trước chúng ta sẽ thoải mái vi vu đó. Một cái chi tiết nữa đó là những cái thiết kế nhỏ nhỏ chúng ta có thể thấy được là hệ thống loa, bao bọc bên ngoài hệ thống loa đó là nguyên một cái ốp carbon rất là to. Rồi ngoài ốp carbon to thì chúng ta sẽ tất cả đều là da hết đấy. Và khi mà muốn mở cửa ngay tiện tay, chúng ta chỉ cần một nút bấm thì lại mở cửa ra. Đấy, hệ thống điện sẽ
mở ra được, chúng ta sẽ hết sức tiện nghi. Ở phía trên này chúng ta sẽ có một cái hộp để đồ nhỏ nhỏ. Rồi. Còn gì nữa khi mà chúng ta ngồi hàng ghế thứ hai? Hầu như là đó là một trong những cái tính năng, một trong những cái trải nghiệm nhỏ nhỏ mà mình muốn chia sẻ và thú vị khi mình ngồi hàng ghế thứ hai. Bây giờ mình tiến lên ngồi hàng ghế thứ nhất, chúng ta sẽ có nhiều điều để khám phá. Một cái thiết kế tối giản vô cùng và cũng hầu như là tất cả những cái tiện nghi trên đời đều có và đều thể hiện ở trên chiếc Fairy Puro Sangra. Chìa khóa của Fairy Puro Sangra thì chúng ta sẽ thấy hết thiết kế cũng hết sức tối giản. Logo phía trước nè, sợi carbon nè, rồi da nè, đấy, cùng với tên xe là Puro Sangque. Đấy, sang trọng, lịch lãm và nó như là một món trang sức thể hiện trên xe cùng với vị trí đặt ngay đây. Đó, đúng vị trí của nó là một trang sức. Thì phía dưới đấy chúng ta sẽ có một cái đèn dạ dạ nhỏ nhỏ để chúng ta sẽ tiện nghi mà nhìn để sạc điện thoại không dây. Nhận điện thoại liền. Ở trên cái yên ngựa chúng ta cũng có những cái thiết kế cũng hết sức tối giản. Nhấn ở đây chúng ta sẽ có thêm hai hốc đi đồ và tất nhiên hốc đi đồ phía dưới là chúng ta làm bằng nhựa mềm. Bên hông là nhung. Đó, chi tiết học chứ chứa đồ tất cả trên xe đều là nhung hết. Rồi, thêm những cái tính năng, những cái chế độ để chúng ta có thể chọn lái giống như là R là số gear nè, M là chạy số tay nè, A là auto nè, đẩy lại chỉ số nè, nó đẩy chỉ số đó. Rồi là gì, là launch để chúng ta có thể bứt phá đó. Và hơn hết thì chúng ta sẽ có thêm rất là nhiều những cái trang bị, nào là vân carbon nè, nào là cửa gió điều hòa nè, tất nhiên những cái chế tính năng là chạm để chỉnh như hàng ghế thứ hai vẫn được trang bị. Chạm là nó lội lên, chạm là tắt, đấy để chi là chúng ta có thể chỉnh được nhiệt độ nè, cửa gió nè, chế độ làm mát nè, đấy tất cả những thông số về hệ thống điều hòa đều nằm ở trên đây hết, đều là màn hình cảm ứng luôn. Hầu như tất cả những cái tính năng mà ở phía sau vô lăng thì đã được tích hợp ở trên cái vô lăng này rồi. Vô lăng được bột da nè, sợi chỉ mai, vân carbon nè, cùng với những cái hiển thị về vòng tua giống như trên những chiếc xe đua. Logo ngựa tròn ở chính giữa cùng với hai cái xi nhan đã được tích hợp ở trên cái nút bấm ngay vô lăng rồi. Phía dưới thì chúng ta sẽ có cộng từ cùng với cái chế độ đèn auto hay là mở nè. Trên đây thì chúng ta sẽ có thêm những cái chế độ lái, quét, comfort nè, sport nè, tùy vào các bạn thể tùy chọn. Và khi mà tùy chọn những cái chế độ lái khác nhau thì cái hệ thống phuộc, hệ thống treo của chiếc xe nó cũng phải điều chỉnh để giúp cho cái chế độ lái nó phù hợp trên đường. Và khi mà điều chỉnh cái chế độ lái, chúng ta sẽ nghe được cái tiếng can thiệp tức thời ở trên hệ thống treo để giúp chiếc xe nâng và hạ. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có thêm cửa kính ha, gạt mưa ha, đó, thêm những chế độ để chọn, đó, rất là nhiều. Và đặc biệt hơn hết là đây là một trong những chiếc xe đã hỗ trợ ADAS rồi. Và ADAS là gọi là trang bị an toàn chủ động, trên chiếc xe này đã được full này. Giờ mình phải kể lại tốn thêm rất là nhiều thời gian, tại vì hầu như những cái ADAS, những cái chế độ mà hỗ trợ an toàn chủ động ở trên đời này có gì, thì ở trên Fairy Puro Sangque lại được trang bị, lại có hết đó. Nào là giữ đằng đường, nào giữ khoảng cách xe phía trước, chệch lằn đường, tất cả các kiểu đều có hết. Hơn hết là chúng ta bên phụ chúng ta sẽ được trang bị một cái màn hình là 10.2 inch để thể hiện tất cả những thông số người lái cho bên ghế phụ. Thì cái triết lý của Fairy nó mang lại cho chúng ta là một người ngồi ghế phụ giống như một cái co-driver. Có nghĩa là tất cả những thông số, tất cả những cái thông tin của người lái đều hiển thị bên đây, ngoài những tính năng giải trí để giúp cho cái hành trình khi mà chúng ta lái xe chúng ta không bị đơn độc, vì người bạn đồng hành chúng ta đã cùng với Fairy Puro Sangque đi trên con đoạn đường này, thì đây là một co-driver đích thực giúp cho cái hành trình chúng ta cũng thú vị hơn, đúng không? Một vài cái trải nghiệm nhỏ khi mà chúng ta được sờ chạm, được trải nghiệm trên xe, chắc chắn rằng những cái chất chơi, những chất ADN thì chúng ta không thể nào nói một cách sơ sài rồi. Mình chưa trải nghiệm và chưa lái chiếc xe thì mình không thể nào dám có thể là đưa những nhận xét đến cho mọi người một cách trực quan. Mình chỉ muốn giới thiệu nhanh cho mọi người là những cái tính năng, những cái trang bị ở trên một con xe nó xịn sò như thế nào. Về mức giá thì tại nhà phân phối chính thức của Fairy Việt Nam, Supreme Auto có mức giá đâu đó khoảng 39 tỷ cho những khách hàng đặt trước. Đây là một mức giá phải nói là sẽ rất hợp thời so với những chiếc xe hiệu năng cao, phân khúc hạng sang của nhà Fairy như thế này.
Và tất nhiên để sở hữu chiếc Ferrari Puro Sangue như thế này thì mức giá đặt cọc ban đầu 3,5 tỷ cho đến khi xe cập cảng mà thôi. Và một số tiền còn lại thì sẽ thanh toán từng đợt. Và đây là một trong những ưu điểm mình thấy là chỉ có Ferrari làm được để giúp hỗ trợ cho khách hàng, những khách hàng mua một chiếc xe chính hãng được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên subscribe kênh YouTube Auto Sài Gòn, bật chuông để thông báo những video mới nhất nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.